trong nước, điều bất ngờ trong danh sách top 10 công ty tăng trưởng tốt nhất Việt Nam. Taxi truyền thống phản đối vì phải trả phí theo lượt khi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Chân dung người Việt bị FBI truy nã với cáo buộc rửa tiền ảo 3 tỷ đô la Mỹ. Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch hai bãi đậu xe chống ùn tắc ở cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Phạt chủ đầu tư nhà máy điện gió Cầu Đất gần 1,4 tỷ đồng. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương đã dẫn số liệu từ cơ quan thống kê châu Âu cho biết, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha đã tăng từ 27,53% trong năm 2021 lên 30,16% trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, Tây Ban Nha nhập khẩu cà phê từ thị trường thế giới đạt hơn 376.000 tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất tính theo lượng cho quốc gia này với 113,55.000 tấn, trị giá khoảng 287 triệu đô la Mỹ, tăng 21,6% về lượng và tăng 78,9% về trị giá so với năm 2021. Ngoài ra, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống đều tăng, ngoại trừ Bỉ, Nhật Bản. Đặc biệt là tại một số thị trường còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 3 con số như Algeria, Hà Lan, Mexico, Nga và Italy. Tại dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, Bộ Công an đã đề xuất quản lý biển số ô tô xe máy theo mã định danh cá nhân. Theo dự thảo, chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở nơi cư trú ở đâu thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi kê khai thành công, Cổng Dịch vụ Công sẽ gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện được trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Vừa qua, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report đã công bố xếp hạng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2023. Điều đáng chú ý là so với năm ngoái, top 10 năm nay là hầu hết các tên tuổi mới lạ và tập trung vào nhóm Logistics hoặc công ty chưa niêm yết. Trong khi đó, những đơn vị quen thuộc trong top 10 của năm 2022 ở nhóm bất động sản và tài chính như Hưng Thịnh Land, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, Chứng khoán Tân Việt đã không còn giữ được vị trí. Cũng theo báo cáo, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trung bình của top 500 doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2021 đạt 24,6%. Trong đó, khu vực tư nhân đạt 25,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là FDI đạt 22,2% và khu vực nhà nước đạt 17,7%. Đáng chú ý là trong năm nay, khu vực tư nhân vươn lên dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đã phản ánh khả năng phục hồi và sức bật mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân, cũng là nhóm động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, sau khi nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất thông báo chuyển sang thu phí theo lượt đối với taxi truyền thống, thay vì cho thuê vị trí đậu cố định ngoài trời như trước, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản đối. Trước đó, nhà giữ xe TCP có thông báo về phương thức vận hành và giá dịch vụ dành cho xe kinh doanh vận tải theo hình thức taxi truyền thống từ ngày 1 tháng 4 tới. Cụ thể, các xe taxi vào nhà giữ xe qua trạm phải dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi làn C với giá dịch vụ là 5.000 đồng mỗi lượt. Trường hợp vào làn D, xe taxi vào trong nhà giữ xe thì giá dịch vụ là 15.000 đồng mỗi lượt, áp dụng trong 30 phút đầu tiên. Về sự thay đổi này, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các hãng taxi dựa vào số lượt xe đăng ký phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất để phân chia số vị trí đậu xe trong nhà xe TCP và ký kết hợp đồng thuê vị trí đậu xe cố định. Với phương án mới mà TCP dự kiến áp dụng, đơn vị này cho rằng mức thu như trên sẽ làm tăng chi phí rất nhiều so với trước. Ngoài ra, cách tính này cũng đẩy giá cước taxi lên cao, dẫn đến thiệt hại quyền lợi khách hàng. Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã phát lệnh truy nã một người quốc tịch Việt Nam với cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân. Reuters cho biết, Cơ quan Cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa Chipmixer,
Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia. Liên quan đến hoạt động của Chip Mixer, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, quê Quảng Bình. Đối tượng là tiến sĩ lĩnh vực kỹ sư điện tử tại Đài Loan, Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đối tượng chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại. Cơ quan chức năng đã liên lạc với người này qua email và trên trang web Chip Mixer nhưng đều không nhận được phản hồi. Đối tượng Quốc được cho là đã tạo và trực tiếp điều hành cơ sở hạ tầng của Chip Mixer, công cụ trộn tiền mã hóa bất hợp pháp. Europol đã mô tả Chip Mixer là một trong những địa chỉ rửa tiền điện tử lớn nhất của thế giới ngầm trên mạng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định phê duyệt đồ án, quy hoạch chi tiết xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Brent và bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Darahua ở huyện Lạc Dương. Cả hai bãi đậu xe đều nằm ở cửa ngõ chính ra vào thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải trong 15 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt phải phối hợp với thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương công bố quy hoạch với nhiều hình thức để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát. Tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Giao thông Vận tải chậm nhất trong 75 ngày phải hoàn thành việc cắm mốc, chỉ giới, xây dựng theo đồ án quy hoạch vừa được phê duyệt. Việc hình thành bãi xe này nhằm góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội và giảm thiểu xe cơ giới vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương 225 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan tới đất đai. Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, doanh nghiệp này đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích trên 86.000 m². Mặt khác, doanh nghiệp này còn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ, môi trường cảnh quan, tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 4.200 m², thuộc tiểu khu 165A do Ban Quản lý Rừng Lâm Viên quản lý. Ngoài 225 triệu đồng tiền phạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp lại 1,152 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm hành chính. Chiều ngày 16 tháng 3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao một thanh niên vác hung khí tự chế ra quốc lộ để dọa người đi đường. Theo đó, PC08, Công an Đắk Lắk đã bàn giao Ilam Adrong, 16 tuổi, trú tại xã E Nam, huyện E Hà Leo, cùng hung khí là kiếm tự chế cho Công an xã E Nam để xử lý theo quy định. Người này cũng đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vác hung khí phóng xe trên quốc lộ 14 rồi đe dọa người đi đường. Sau khi phát hiện đối tượng, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe, nhưng thanh niên này vẫn tăng ga bỏ chạy, buộc cảnh sát giao thông phải truy đuổi hơn 7 km. Qua kiểm tra xác định, Ilam chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!